Xin chào các bạn. Gió tanh mưa máu, địa ngục trần gian, không, nói đúng hơn phải là biển máu mới có thể mô tả hết sự tàn khốc của thảm họa quái vật tràn ra đồ sát ăn tươi nuốt sống con người tại thời kỳ mà nhân vật chính của chúng ta Unha đang sống. Mất hết người thân trong miệng quái vật, Unha như một cỗ máy không cảm xúc chỉ biết lấy việc chém giết quái vật làm lẽ sống. Để rồi một ngày khi đối mặt với con boss mạnh nhất, trùng cuối của những trùng cuối, thì anh đã đi bán muối chỉ sau vài giây công nghệ va với nó nhờ sự bút bẩn của đồng đội và tác giả unha một lần nữa được hồi quy về quá khứ cái ngày mà anh ta vẫn còn mặc bỉm khóc oe oe thế này đây vậy một thánh giả vô song của nhân loại mang theo toàn bộ ký ức hồi quy về thời cởi chuồng tắm mưa như unha sẽ đáng sợ ra sao hành trình báo thù bảo vệ người thân của ông chú 32 tuổi này sẽ diễn ra như thế nào thì ngay sau đây mời các bạn cùng đến với phần tóm tắt tập 1 của bộ truyện trước khi vào nội dung chính của video các bạn hãy bớt chút thời gian bấm like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho nhóm ra phần 2 nhanh hơn và dài hơn nữa nhé. Tại một hầm ngục tăm tối, một trong tám đại hắc ngục của quỷ giới, nơi mà chưa một thức tỉnh giả nào có thể chinh phục được, Unha, thánh hiệp sĩ mạnh nhất nhân loại đang điên cuồng đồ sát quái vật. Đối mặt với đám quái vật gớm ghiếc là ánh mắt băng lãnh, căm hận tới tận xương tủy của Unha. Đây cũng là nơi kết cuộc đời tăm tối chìm trong thù hận suốt 32 năm qua của anh ta. Với thánh kiếm trên tay, Unha tắm máu quái vật mà không ngừng tiến tới điểm cuối của hầm ngục anh đi đến đâu là đầu quái vật văng túng tóe tới đó. Bất kể là quái to hay quái nhỏ, mặt bựa hay mặt lợn đều bị anh chém cho ra bã. Đứng trước con quái vật mặt thộn đang điên cuồng lao tới, Unha lần nữa ngưng tụ ra kiếm chi đo di mà một xiên tiễn nó đi bán muối. Đến đây thì Unha mới vô cảm mà phát hiện những đồng đội theo anh đều đã chết, cũng chẳng phải vấn đề mẹ gì to tát, không đồng bọn thì anh cũng có thể tự mình tiêu diệt con trùng cuối. Cánh cửa hầm ngục boss trùng cuối được mở ra, Unha vác kiếm tiến thẳng vào trong. Một miền tăm tối hơn cả tiền đồ của chị dậu hiện ra trước mắt anh. Boss trùng cuối chúa tể hắc ám trợn mở quả mắt đỏ ngòm phóng ra thuật thức hủy diệt, khiến người Unha thủng lỗ chỗ như tổ ong mà bắn ngược ra ngoài dính vào tường. Trong cơn hấp hối, Unha mới chợt nhận ra, rằng loài người hiện tại không thể tiêu diệt được con boss trùng cuối chúa tể hắc ám này. Trước khi Unha đem theo oán hận trùng thiên mà chút hơi thở cuối cùng, thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên. "Ly Dung, em gái nuôi của anh vậy mà vẫn còn sống?" một trị liệu sư cấp thần như cô ấy lúc này đang nước mắt chan cơm mà điên cuồng níu giữ lại sự sống cho unha thế nhưng do dung chợt nhận ra đã vô phương cứu chữa thậm chí việc unha còn thở đến giờ đã là một kỳ tích rồi hồi quang phản chiếu sau cuối khiến miền ký ức tươi đẹp ít ỏi ập về với unha hối tiếc duy nhất với một kẻ cô độc như anh chính là không thể đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhỏ em gái nuôi do dung này do dung gào thét trong tuyệt vọng một phép màu cấm thuật được cô thi triển luồng ánh sáng hoàng kim chợt phủ xuống người Unha trước khi anh về với miền cực lạc. Trong miền tăm tối vô tận đó, Unha chợt nghe thấy có ai đó đang gọi mình, từ từ mở cặp cửa sổ tâm hồn to tròn ra, trước mặt anh là cặp tình nhân trẻ đang nhìn anh với ánh mắt chiều mến. Ú hòa bất ngờ chưa bà già, Unha chợt nhận ra là ông bô và bà vợ của ông ấy đang âu yếm nhìn anh. Đây không phải là kiếp sau, Unha thực sự đã hồi quy về lúc anh tròn một tuổi. Đến đây Unha mới chợt nhận ra là nhỏ Jo Jung đã thi triển thần thuật trước khi anh kịp nhắm mắt xuôi tay. Không ngờ Unha có thể được gặp lại cha mẹ mình một lần nữa, trước đó họ đều đã chết lúc anh tròn 6 tuổi, do bị lũ quái vật tấn công, cũng kể từ đó Unha chỉ tồn tại với lẽ sống duy nhất là báo thủ quái vật. Thế nhưng giờ đây anh đã được ban cho cuộc đời thứ hai, lần này anh tôi quyết định sẽ thay đổi vận mệnh cho má đó bằng chính đôi bàn tay bé nhỏ này. Thấy thằng con mới nứt mắt ra đã nắm tay tự luyến như ông già thì ba mẹ của nó cũng cười phớ lớ không thôi mà thốt lên ối rồi ôi con tôi nó lớn rồi. Kể cả khi Unha vẫn giữ được ký ức trước khi chuyển sinh thì anh cũng vẫn chỉ là một đứa bé còn đang khóc oe oe. Nói cách khác thì anh chẳng thể làm được cái mẹ gì ngoài việc bú tí mẹ và ngủ cả. Lúc này Unha với quả đồ cu te phô mai que đang được chị gái cổ vũ để tập bỏ. Với quả mặt nhăn như khỉ ăn ớt anh ta đã thành công khiến chị gái mình phải vui mừng hò hét cổ vũ thế này đây. Những ký ức về chị gái của Unha thậm chí còn mơ hồ hơn nhiều so với bố mẹ, thế nhưng có một khoảnh khắc mà Unha nhớ như in, đó chính là khoảnh khắc chị gái đã lấy thân mình bảo vệ anh vào ngày cả nhà bị quái vật tấn công. Và giờ đây người chị yêu quý đó lại đang âu yếm ôm anh thế này đây, không biết anh tôi có vì phấn khích quá mà ị đùn hay tè rầm không nữa. Bỏ qua chuyện đó sang một bên, lúc này anh tôi đang ngồi tu luyện mana lúc mới 9 tháng tuổi, cứ thế loại trừ những đứa quái thai biết tu luyện trong bụng mẹ ra. Thì Unha chính là thần đồng Aura nhỏ tuổi nhất trên thế giới. Năm 2 tuổi Unha chợt nhận ra, chị mình vậy mà lại là thứ quái thai sở hữu rất nhiều mana trong người, nhưng nếu ai đó có quá nhiều mana, họ sẽ phải khổ sở chịu đựng bệnh ngưng tụ mana mà dần héo mòn rồi chết đi, và trước khi chuyện tồi tệ đó xảy ra, Unha cần phải giúp chị mình điều khiển được mana. Unha năm 4 tuổi đã có thể đi bộ và nói chuyện lưu loát, Unha bắt đầu có nhiều chuyện phải làm hơn, thời gian anh ở ngoài bây giờ đã nhiều hơn cả ở nhà. Chuyện quan trọng mỗi ngày anh phải làm đó là đi nghịch bẩn với bà chị Una và nhóm bạn của bà ấy. Ở đây cậu đã gặp được con hàng bồ kết đầu tiên của đời mình, Minji tóc tím ngố tàu này. Sau một hồi nghịch ngu phá làng phá xóm thì cả hai chị em mang tấm thân đầm đìa bẩn thỉu trở về nhà. Đi ngang qua con ngõ nhỏ thì đột nhiên một con cờ hó chạy ra gầm gừ dọa hai người. Mặc dù rất dèn nhưng Una vẫn đứng ra bảo vệ cho thằng em yêu dấu. Người đâu cu cậu lại tóm tay bà chị bảo đứng ra sau để em. Bằng hà kỳ bá vương thần sầu của mình Unha đã khiến con cầy tơ sợ ấy ra đường mà cúp đuôi chạy mất dạng. Bà chị Unha thấy thằng em bá cháy bọ chết như thế thì xin nó dạy cho mình vài chiêu, đương nhiên là Unha sẽ không bao giờ từ chối chị mình. Cả hai nhanh chóng chạy về nhà trong niềm hân hoan của những đứa nít danh tuổi ăn tuổi lớn. Thời điểm sự cố gia đình Unha bị thảm sát là vào năm anh tròn 6 tuổi, bằng mọi mưu hèn kế bẩn, lần này Unha phải ngăn bị kịch đó xảy ra một lần nữa. Unha đang dạy Una điều khiển mana trong cơ thể bằng cách tập quay tay, à là quay con quay bằng nguồn mana trong cơ thể. Tuy nhiên việc này có vẻ hơi khó với Una. Mặc dù được sinh ra với phước lành mana ngập tràn trong cơ thể, thế nhưng Una lại không có năng khiếu kiểm soát mana gì cả. Kết quả sau mỗi lần luyện tập đều là phá nhà phá cửa thế này đây. Một nhà bốn người đang sung vầy ngồi xem TV thì mẹ cậu lại nhắc tới chuyện đi mẫu giáo. Ông thần này chầy cối cố thủ ở nhà tới tận 5-6 tuổi mới miễn cưỡng vào mẫu giáo không ngờ sẽ có ngày ông chú 32 tuổi sẽ phải chung trạ với mấy đứa nhóc khóc nhè tè dầm ẩm ý đó. Thời điểm nhân loại biết tới mana cũng là lúc con người luôn bận rồn với nó, thế nên con người đã không nhận thức được sự tập trung mana đã khiến quái vật bắt đầu được sinh ra. Kể từ cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 thì quái vật đã hiện ra và điên cuồng tấn công nhân loại 30% dân số địa cầu đã bị quét sạch chỉ sau vài ngày. Con người bắt đầu sống trong sự sợ hãi tột cùng, bất kỳ lúc nào quái vật cũng có thể hiện ra và nhai sống họ để chống lại quái vật thì trật tự thế giới mới với quyền năng mana được thiết lập quyền lực tuyệt đối trong thế giới thuộc về những kẻ giàu và các thức tỉnh giả nhiều mana thế giới tăm tối tràn ngập quái vật ăn thịt người nơi ánh sáng không thể chiếu tới những nơi xa xôi hẻo lánh chỉ thực sự thay đổi khi vị nữ thần lim gaun xuất hiện từng là một diễn viên nổi tiếng sau khi thức tỉnh thánh quang gaun đã trở thành nữ thần thế hệ đầu tiên bảo vệ nam hàn những thức tỉnh giả mạnh nhất nam hàn đã trở thành những thanh kiếm vệ quốc được biết đến với danh hiệu thập nhị vương tọa những thức tỉnh giả mạnh mẽ khác đa phần sẽ tự lập ra các bang hội cho riêng mình. Thánh nữ Ô Gia Ổi, à là Gaun là người đứng đầu 12 vương tọa thần điện. Gaun đã tạo ra một kết giới bảo vệ bao phủ toàn bộ thủ đô Seoul, trái tim của đất nước. Màn cực quang sáng rực đó đã khiến cho tất cả người dân đều không khỏi trầm trồ thán phục. Trong khi cả nhà ba người đều đang không ngừng bắt quyết cầu nguyện thần linh bảo hộ, thì Unha lại đanh mặt lại mà tự nhủ. Làm mẹ gì có thần linh nào trên thế giới này nữa, khi thế giới bị lũ quái vật gạm nhấm thì thần linh cũng đi lĩnh cơm hộp hết rồi cầu thân không bằng cầu mình unha chắp tay tự vấn bản thân kiếp này phải bảo vệ thật tốt người thân của mình năm tròn 6 tuổi anh tôi được đi học mẫu giáo tại trường mẫu giáo hoa lá hẹ thầy giáo tokuda đang tươi cười bảo anh tôi giới thiệu bản thân trước lớp với cái mặt đơ như quả bơ unha bắt đầu giáp như một cái máy chào đám nít danh nhớ tao là no unha sáu tuổi khi Unha tỏ ra méo quan tâm tới đám nít xanh và ông thầy ngao cần thì cậu lại bị thu hút bởi định mệnh của đời mình. Nhỏ Minji tóc đỏ mỏ hỗn chỉ thẳng mặt mà bảo cậu biến khỏi lớp của nó. Giờ thì Unha Ha đặt biệt danh mới cho nhỏ này là Minji béo luôn ổi, ổi xong. Điều bất ngờ là cool boy lạnh lùng của chúng ta lại được rất nhiều nhóc tỳ chạy tới muốn chơi cùng. Vì quá phiền phức nên ông cụ non của chúng ta đã đi đến thư viện trường để tìm sách đọc giết thời gian gương mặt boy lạnh lùng chăm chú đọc sách của unha đã lọt vào mắt xanh của nhỏ ngồi kế bên đúng lúc này có ba thằng nhóc đại ca trường đến tìm nhỏ phá đám thằng nhóc họ choi không nói nhiều trực tiếp giật chiếc nơ trên đầu nhỏ ha giang mà giễu cợt nhỏ là con mọt sách không có bạn chơi cùng mặc kệ con nhỏ khóc lóc xin lại ba thằng vẫn hí hửng cợt nhả không thôi đến lúc này thì màn anh hùng cứu mỹ nhân cũng bắt đầu unha đứng lên tiến tới trước mặt thằng nhóc Hiúc mà bảo nó là thằng nhõi con trầu tre nghe vậy thì Hiếu tức đấm luôn một phát thế nhưng đấm thế mẹ nào được ông chú quái thai hồi quy này Unha nhẹ nhàng đút tay vào túi cho nó đo đất mà giật chiếc nơ trả lại cho nhỏ Ha Giang ba thằng nhóc phía sau không phục định hội đồng thì bị ánh mắt của Unha dọa cho sợ chạy té đái bỏ qua câu cảm ơn của nhỏ Ha Giang Unha đã nhận ra thằng nhóc hiếu và nhỏ Minji trước đó đều có lượng mana trên trung bình thế nhưng con nhỏ Ha Giang đang đứng trước mặt này lại là một cá biệt lượng mana của nó thậm chí còn nhiều hơn cả bà chị của anh tôi nữa cơ cộng với khả năng điều khiển được mana thành thục thì trong tương lai nhỏ này chắc chắn sẽ trở thành một trong 12 chủ nhân của vương tọa. Thế nhưng Unha lại chưa từng nghe tên của nhỏ này bao giờ. Unha quyết định làm thân với nhỏ Ha Giang cái đã, được cơ rút làm quen trước thì Ha Giang cũng đỏ mặt mà bắt tay muốn làm bạn thân với Unha luôn. Thế là tình bạn cây khế cứ thế mà bắt đầu giữa hai đứa nhỏ ngây ngô. Tại nhà của Unha, lúc này ba của cậu đang nhắc tới chuyện đi thăm bà vào cuối tuần. Nghe đến đây thì Unha như rơi vào hầm băng lạnh giá, bằng mọi cách cậu phải hủy chuyến đi lần này, vì nếu đi chắc chắn cả nhà sẽ bị quái vật tấn công. Thực ra nói là đi thăm bà, nhưng lại là thăm bà ngoại của cậu. Cha Unha là trẻ mồ côi, vì vậy cậu chỉ có mỗi bà ngoại, ở kiếp trước, sau khi cha mẹ và chị gái bị quái vật giết thì Unha sống cùng với bà ngoại. Đến đây thì Unha chợt đứng ra mà bảo với cha cậu hoãn chuyến thăm bà sang lần sau, rằng cậu muốn tới công viên và cưỡi người Viking ở đó cơ. Chị gái vừa nghe vậy thì cùng hùa theo đòi cha mẹ cho đi cùng thằng em. Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi khi cả cha lẫn mẹ cậu đều đồng thuận theo ý hai chị em, thì cuộc điện thoại sau đó đã phá tan tất cả. Bà ngoại cậu đột nhiên bị vấp hột mít té cầu thang, Unha chợt phát hiện ra điểm bất thường. Rõ ràng kiếp trước bà cậu không hề bị như vậy, có vẻ hành động thay đổi tương lai của Unha đã làm bà cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau tất cả Unha vẫn không thể thay đổi được lịch trình chuyến đi tử thần này, điểm khác biệt duy nhất trong lần này chính là cậu. Unha đã khác trước nhiều. Cậu đã tích trữ mana từ khi còn nhỏ xíu, kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu thần cấp của cậu ở kiếp trước, có lẽ Unha có thể thay đổi được định mệnh nghiệt ngã này. Lần này Unha sẽ chiến đấu với lũ quái vật đó để bảo vệ gia đình mình. Về cơ bản thì đám quái vật được phân loại dựa vào mức độ nguy hiểm của chúng. Xếp hạng từ thấp tới cao đó là ranh 9, loại quái vật yếu nhất, cho tới danh 1, loài quái mạnh nhất cấp thảm họa có khả năng đe dọa tới sự tồn vong của nhân loại trên trái đất. Mà con quái Kazaken mà Unha sắp phải đối mặt chính là một quái vật doanh bà. Thế nhưng những thức tỉnh giả đang chốt giữ ở cửa hầm ngục nơi gia đình cậu sắp đi qua chỉ có danh từ C đến E mà thôi. Cấp độ của họ là không đủ để đánh bại loài quái vật như Kazaken. Điểm khách quan duy nhất là một trong 12 chủ nhân của vương tọa sẽ xuất hiện để đánh bại con quái thú Kazaken đó. Unha phải câu kéo thời gian nhiều nhất có thể cho tới khi người đó tới, mà món vũ khí duy nhất mà một thằng nhóc như Unha có thể có. Chỉ là chiếc kéo và con dao dọc giấy thế này đây, chắc các bạn đang tự hỏi tại sao anh tôi không mang theo dao làm bếp đúng không? Câu trả lời rất đơn giản, vì nếu làm vậy thì mẹ ông phỗng này sẽ phát hiện ra mất, phần nào đó chúng ta cũng hiểu cho, vì dù sao cơ thể anh tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc 6 tuổi mà. Trước khi mẹ tiến vào thì Unha đã kịp nhét đồ vào chiếc ba lô nhỏ, một nhà bốn người đang bị tắc đường trên chiếc VinFast phiên bản giới hạn thế này đây. Bà chị Una thì rớt rãi tèm nhem tựa vào vai thằng em mà ngủ ngáy unha nhớ rõ thời điểm con quái vật xuất hiện là trên cây cầu mà họ đang đi này thế mà đã đi quá nửa cây cầu con quái đó vẫn chưa xuất hiện trong khi unha đang thầm mong thảm kịch sẽ không xảy ra thì uyên cây cầu đã bị phá nát ngay trước mặt unha và cha mẹ con quái vật kazaken ranh ba cấp thảm họa cứ thế mà trồi lên trước mắt bọn họ quái vật bạch tuộc vương vòi tấn công tới tấp khắp mọi nơi tiếng la hét thất thanh của người dân vang vọng trong không trung những thức tỉnh giả cuối cùng cũng tới thế nhưng sức của họ có thể chống lại con quái thảm họa danh ba này hay sao? Con hàng đội trưởng tóc vàng còn chưa hiểu kiểu gì đã đi bán muối trong tức tuổi, những con hàng thức tỉnh giả còn lại thấy vậy thì vắt chân lên cổ mà chạy thoát thân. Cả nhà Unha lúc này cũng bước ra khỏi xe bắt đầu di tản, mẹ anh vẫn tin rằng các thức tỉnh giả sẽ đến cứu bọn họ. Nhỏ Una thậm chí còn run chân không đứng nổi vì sợ hãi. Cha anh quyết định bế Una để đi cùng những thức tỉnh giả di tản về phía trước có vẻ những thức tỉnh giả gà mờ đã chim té hết, còn những con hàng lão luyện thì đang ở lại để di tản người dân khỏi nơi nguy hiểm. Thế nhưng Karaken không phải là vấn đề duy nhất mà bọn họ phải đối mặt, lũ quái vật nhân ngư lúc này cũng vác giáo nhảy lên cầu mà giết chóc. Những con hàng đầu cá này đã khiến cho những thức tỉnh giả phải vã hết mồ hôi đít mà hẹo lên hẹo xuống. Xung quanh gia đình Unha lúc này là bãi chiến trường hoang tàn ngổn ngang. Cha cậu lúc này ôm theo nhỏ Una mà chạy thục mạng về phía trước. Đột nhiên xúc tu bạch tuộc của con boss Karaken tới tấp ném vật thể lạ về phía trước nơi một nhà bốn người Unha đang chạy. Cơn mưa xế hộp rơi xuống tạo ra những vụ nổ kinh hoàng chặn đường trốn chạy của bọn họ lại. Ở kiếp trước, sau khi thảm họa xảy ra 30 phút, một trong 12 chủ vương tọa đã đến nơi này. Unha đang cầu mong những thức tỉnh giả tại nơi này có thể cầm chân đám quái vật đến khi người đó tới. Nếu họ không cầm cự được tới thời điểm đó thì toàn bộ những người ở nơi này đều sẽ chết. Đến đây thì Unha cũng rút hàng nóng trong ba lô ra mà chiến, dù có chết cậu cũng phải bảo vệ an toàn cho cha mẹ và chị. Nhắc nhở ba mẹ không được di chuyển cho tới khi cứu hộ tới kịp, Unha nói dù các thức tỉnh giả đang ngăn chặn quái vật, nhưng chuyện ngoài ý muốn rất có thể vẫn sẽ xảy ra. Chính vì vậy Unha quay qua con chị nhõng nhẽo mà bảo nó phải bảo vệ cha mẹ khi cậu rời đi. Dứt câu thì Unha trực tiếp phát hàng nóng dao dọc giấy mà phóng về phía trước. Trước mặt Unha là con quái bạch tuộc đang ngoe ngảy xúc tu khắp nơi, Unha thi triển lăng ba di bộ nhanh chóng tiếp cận con boss, thế nhưng hạn chế về cơ thể đã khiến cậu đau nhức không thôi. Unha nhanh chóng vọt qua đầu cặp vợ chồng nọ mà phóng tới trước mặt đám nhân ngư, bùng phát mana được thi triển. Con dao dọc giấy nhanh chóng lướt qua xin nhẹ cái đầu của con quái ngư đầu tiên, Unha tung cước đá văng một con khác, rồi cắm kiếm chi đo di vào cổ con tiếp theo. Khi con hàng đầu cá khác tiếp tục lao tới thì đã bị cậu chặt sashimi thành nhiều mảnh nhỏ luôn đột nhiên một con hàng quái ngư khác phóng ra sóng âm ba hất vang unha cậu nhanh chóng san tô vài vòng trên nóc ca bô xe mà hạ thấp trọng tâm thủ thế khi những con hàng khác đồng loạt lao tới thì unha bộc phát chi đo di như một ninja làng lá mà diệt gọn cả đám chiến ý rực cháy khiến unha nhanh chóng hóa thành tiểu mãnh hổ mà chém những con hàng quái vật như chém chuối vừa đáp đất thì một con khác há mùng định cắn trộm cũng may unha đã né thoát kịp mà ghi một chi đo di vào đầu nó sau đó bắn người lên không trung mà xuyên táo một con hàng khác. Chiếc dao dọc giấy sau bao lần nếm máu quái vật cũng không chịu nổi mà vỡ nát, cơ mà không sao. Anh tôi vẫn còn hàng nóng xịn hơn đó là chiếc kéo, ngay lập tức Unha tách kéo ra làm đôi mà tiếp tục xông tới. Lần này thì con cổn lùi Karaken đã ở ngay trước mặt cậu, con bạch tuộc quất vòi tấn công nhưng Unha đã nhanh như sóc nhảy lên tốc biến nhắm thẳng đầu nó mà lao tới. Lưỡi kéo bọc chi đo di của cậu đã cắm ngập vào đầu con boss siêu to khổng lồ. Unha hét lớn mà đâm tới tấp kiếm chi đo di xuống khiến con boss phải tự quất vòi vào mặt mình. Khi Unha né thoát tiếp đất thì nửa chiếc kéo đã cong veo thế này đây. Dồn hết Chara vào nửa chiếc kéo còn lại, Unha cười nhếch mép mà nhào tới con hàng trước mặt. Trước khi kiếm chi đo di một lần nữa ghim vô đầu con quái vật, thì Unha đã công nghệ va với xúc tu khổng lồ của nó mà bắn ngược lại phía sau. Mana thì gần cạn mà con quái lại phá nát cột trụ cầu khiến cậu suýt rơi xuống biển. Con hàng bạch tuộc khổng lồ ném thẳng chiếc xe tải 20 tấn về phía Unha, mẹ mày đi ăn cuối đầu bài đi con cờ hó, Unha hét lớn chém xuống một kiếm chi đo di khổng lồ. Cú chém còn chưa tới nơi thì Unha đã ngã vật ra đất vì dùng mana quá độ. Unha biết rõ nếu giờ cậu nằm lại đây thì toàn bộ nỗ lực suốt 6 năm qua kể cả cha mẹ và chị cậu đều phải chết. Niềm thôi thúc mãnh liệt đã khiến Unha cố chống người đứng dậy, trước khi xúc tu khổng lồ kịp bổ xuống thì nhỏ chị Una đã nhào tới mà ôm cậu vào lòng trời không tuyệt đường ai bao giờ đối với ông men thì lại càng không một luồng sáng hoàng kim chợt chiếu xuống người hai đứa nhỏ những con hàng xung quanh tiếp xúc với thứ ánh sáng đó đều bị thổi bay trong nháy mắt phép màu một sờ kin có thể tái cấu trúc lại thế giới đã được thi triển trước khi hồi quy về quá khứ unha đã biết đến bốn người được cho là sở hữu sờ kin bá đạo có tên là phép màu này và người duy nhất anh quen có thể giao phó mọi chuyện chính là nhỏ em gái nuôi ly do dung sau khi hồi quy khi nhìn thấy lượng mana khủng của chị mình, thì Unha đã từng nghĩ tới khả năng nhỏ này có nó, thật không ngờ nhỏ chị này có nó thật. Luồng sáng hoàng kim của Unha thậm chí còn có khả năng trị thương thần tốc, không những vậy nó còn tạo ra một kết giới bảo vệ hai người bọn họ khỏi con boss khổng lồ. Thế nhưng vẫn có cái giá khi sử dụng phép màu này, những kẻ sở hữu skin bá đạo này sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho sự tái cấu trúc lại thế giới. Đến đây thì Unha cũng quay qua hỏi chị mình có đau ở đâu không? con nhỏ tươi cười bảo thằng em là nhỏ vẫn ổn không phải cờ lo chị chỉ buồn ngủ chút thôi chỉ ngủ đây dứt câu thì nhỏ lăn ra ngủ ngáy Unha nhìn ra Una chỉ còn lại một chút mana trong người lượng mana ít ỏi này vừa đủ để nhỏ duy trì sự sống để chị mình ở lại Unha lần nữa bút lôi độn lên mà chiến tiếp với con quái đến đây thì con hàng bạch tuộc mới chịu mở mắt ra nhìn đời hóa ra nó đã coi Una là một mối đe dọa một quất quật xuống nhưng lần này Unha đã đỡ lại được không còn hàng nóng nữa thì Unha trực tiếp biến tay thành kiếm mà cắt sashimi bạch tuộc luôn. Unha biết rõ sức cậu hiện tại không thể tiêu diệt được con boss rank 3 cấp thảm họa như con hàng bạch tuộc này. Thế nhưng tương lai đã thay đổi, gia đình của cậu đã không chết nên Unha không có mẹ gì phải sợ nữa cả, chỉ cần cầm chân cho đến khi chủ nhân vương tọa đến là được. Vị anh hùng mà Unha đang chờ mong vào thời điểm con quái bạch tuộc xuất hiện đang ngồi trên xe than trời vì tắc đường thế này đây. Thanh niên đầu đỏ nhánh chóng phát hiện sóng mana mãnh liệt ập tới. Kiểm tra lại phát hiện ra nó là một con danh ba cấp thảm họa thì con hàng tóc đỏ nổi ngay máu chóa lên mà xuống xe rút kiếm mà phóng thẳng về phía con mồi của mình. Quỷ lửa căng hy trơn vác thánh kiếm chém quái như chém chuối mà phăng phăng lao tới con boss. Khi gần tiếp cận được chiến trường thì con hàng tóc đỏ chợt phát hiện kẻ nào đó đang thi triển phép màu. Thông tin tình báo cho thấy không có thức tỉnh giả mạnh nào ở đó, điều này có nghĩa là một thức tỉnh giả siêu cấp VIP rồi mới đã xuất hiện. Về phần mình thì lúc này Unha vẫn đang đối chiến với con Boss. Trước khi xúc tu khổng lồ của nó vã xuống đầu cậu thì con hàng tóc đỏ đã một kiếm đứt đoạn vòi bạch tuộc, một trong 12 chủ nhân của vương tọa, quỷ lửa Kang Hi Trần đã tới. Một kiếm định giang sơn là đây chứ đâu, chém mỗi phát mà người con quái nó bốc cháy như ngọn đuốc luôn anh em ạ. À. Hỏa chủng là một siêu dị năng cho phép con hàng tóc đỏ có thể tự do thao túng lửa, đó cũng là lý do vì sao con hàng này có tên là quỷ lửa. Nhìn sang hai nhóc tỷ bên cạnh khi trơn trượt nhận ra dòng chảy mana xung quanh nhỏ chị, có vẻ cô bé chính là người đã thi triển phép màu. Con hàng tóc đỏ nói sẽ không đấm Unha và nhỏ chị đâu, nên bọn họ hãy lui lại phía sau đi để anh còn làm việc. Thời điểm trước khi Unha hồi quy, anh đã từng gặp được con hàng tóc đỏ hy trơn này. Khi nghe đến danh tiếng của cậu, hắn ta đã tìm đến để đấm nhau, mặc dù không hứng thú nhưng Unha vẫn bị ép phải rút kiếm và công nghệ va với con hàng tóc đỏ. Thế nhưng ở kiếp trước, Unha chưa một lần đánh bại được con hàng điên loạn này. Càng đấm nhau thì con hàng này càng mạnh, hắn mạnh khủng khiếp như một con quái vật sinh ra để chiến tranh vậy. Bị ăn đau đớn thì con boss bạch tuộc lại lần nữa chơi bẩn phá trụ cầu, thế nhưng cũng may thánh nữ ô ra ổi đã đứng trên trực thăng bút bẩn cho con hàng tóc đỏ. Không ngờ đức mẹ, thánh nữ ổi lại là một con nhỏ vắt mũi chưa sạch thế này, một trong 12 chủ nhân của vương tọa, đức mẹ Park Hy Jim đã xuất hiện. Con hàng Hy Jim vừa tới đã tỏ ra rất lo lắng cho tóc đỏ Hy Trơn, nhỏ nhanh chóng bút hào quang rực rỡ cho con hàng tóc đỏ. Con boss nhanh chóng trồi lên ngay sau đó, con hàng tóc đỏ nhanh chóng hóa thành hỏa nhân mà phi thẳng xuống biển chiến cho nó máu. Vòi bạch tuộc đập xuống hắn không khác gì muối đốt inox. Chưa tới 3 giây con boss đã thành cục thịt nướng trong tay Hi trơn. Lúc này thì nhỏ hy Jim cũng tiếp cận được hai người ông men. Tới khi sử dụng phép chữa lành thì Jim mới tá hỏa phát hiện hai đứa nhóc trước mặt không phải là người thường khi cô ta định chạm vào người una để kiểm tra tình hình thì va ngay vào ánh mắt sắc lạnh của unha cả hai nhanh chóng được đội cứu hộ đưa đến bệnh viện ngay sau đó